Music Studio. Welcome to Music Studio. Trên Mega 9 thì chức năng mixer chúng ta sẽ nhấn một lần vô mixer, nhấn một lần vô mixer thì nó sẽ hiện ra một bên màn hình thôi. Cái lúc này chúng ta có thể chỉnh cho bộ tiếng upper 1, upper 2, lower đó, volume chúng ta chỉnh bằng cái cần gạt như này, cần fader như này, cần fader như này. Là chúng ta sẽ xoay cái con chỗ này đến những vị trí, chẳng hạn như ở trên đây là hàng này là sử dụng, đây là reverb này, chorus, rồi chia ba lăng trái phải như vậy. Bây giờ chúng ta kéo thử cái này xuống, chúng ta đánh thử và chúng ta sẽ cộng này lên nữa. Đó là hai tiếng này chúng ta đã trồng, và chúng ta cần lớn nhỏ bao nhiêu thì và vợt vang bao nhiêu chúng ta ấn ở đây. Nhấn thêm một lần mixer nữa là lúc này màn hình sẽ tổng thể cho mixer của rhythm, của điệu. Rồi chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ kéo hết xuống, đây là trống nè, cho trống nè. Kéo hết xuống. Kéo xuống. Và rồi bây giờ chúng ta mở điệu lên. Rồi đó chúng ta sẽ cần chỉnh thằng lên trống bao nhiêu, bass bao nhiêu. Tùy vào tai nghe của mỗi người và tùy theo mỗi dàn chúng ta có thể cân chỉnh điệu nó phù hợp. Chúc các bạn thành công.